Hi, xin chào các bạn, lại là mình đây. Và ngày hôm nay mình sẽ không còn là một bạn doanh nhân nữa. Và mình vẫn chưa thành đạt đâu. Và mặc dù ở video trước mình đã mang tới cho anh em mẫu laptop có thể nói là thuần cho các bạn doanh nhân hoặc là các bạn văn phòng. Và nếu như một bạn khác cũng thể nói là doanh nhân mà bên trong tâm hồn lại là một game thủ chân chính thì sao? Và nhắc tới kiểu laptop dành cho game thủ ấy thì anh em thường nghĩ đến hãng nào? Mình thì mình hay nghĩ đến luôn, đó chính là MSI. Và nhắc đến laptop của MSI thì anh em sẽ nghĩ tới là những mẫu laptop kiểu gaming hầm hố, hiệu năng cao. Và các bạn kiểu doanh nhân ấy sẽ không hay lựa chọn các mẫu laptop kiểu hiệu năng cao, nó phải to ấy. Mọi người sẽ không lựa chọn vậy đâu, mà người ta sẽ ưu tiên các mẫu laptop mỏng nhẹ mà vẫn mang trong mình một hiệu năng nó đủ ấn tượng. Và điển hình ở trong năm ngoái đó chính là mẫu laptop PS42 sử dụng CPU dòng U. Tuy nhiên có xung nhịp mình thấy tương đối là ấn tượng, nhưng mà đó là câu chuyện của năm ngoái thôi. Trở lại với năm nay, chúng ta sẽ mẫu laptop khác, đó chính là một mẫu laptop MSI, cũng không phải là dòng PS nữa. Đây sẽ là dòng modern, hay dịch ra tiếng Việt đại loại kiểu như hiện đại. Vậy thì hiện đại thì có hại điện hay là không? Vậy thì chúng mình sẽ tìm hiểu ở trong video này. Vậy thì mình sẽ đề cập luôn tới cấu hình. Thì phiên bản mình đang có ở đây sử dụng CPU Core i7-10510U 4x8 luồng, 8GB RAM, 512GB SSD, card đồ họa rời MX250. Thì về lý thuyết mà nói ấy, thì MX250 sẽ có hiệu năng tương đương khi so với GT1030. Còn GT1030 sẽ tương đương với kiểu gần tương đương khi so với GTX 750 Ti. Nghe có vẻ hơi dài sòng một chút. Tuy nhiên thì anh em nào biết thì có thể để lại ý kiến mục bình luận nhé. Thì mình sẽ test một số các tựa game ấy. Thì đầu tiên sẽ là game LOL đi. Thì mình sẽ để độ phân giải Full HD Max Setting cùng với độ phân giải của mẫu laptop này. Và mọi thứ anh em có thể thấy trên màn hình ấy thì vẫn ổn thôi, Max Setting không có gì khó cả. Anh em đừng nghĩ kiểu đó là nó nhẹ, mà bởi vì ở một số phiên bản update ở thời gian hiện tại ấy, thì đó là nó nặng hơn rất là nhiều rồi. Việc FPS anh em tụt đi khi so với trước khi update khoảng vài chục FPS là điều vô cùng dễ hiểu thôi. Còn về sức mạnh tổng thể của CPU thì sao? Mặc dù giữ ở mức điện năng tiêu thụ ở loanh quanh 15W theo Intel công bố, nhưng mà MSI đã tối ưu rất tốt khi xung nhịp của máy hoàn toàn có thể đạt được ở mức 3.0GHz, ở mức ổn định. Mỗi tội mức nhiệt hơi cao một chút, tuy nhiên thì điều này sẽ khắc phục bởi phần mềm tích hợp bên trong của máy. Khi MSI vẫn trang bị chế độ Cooler Boost trong phần mềm, anh em có thể mở lên trong qua giao diện, thì nó không có nút kiểu cứng để điều khiển đâu, anh em phải tùy chỉnh tất cả qua phần mềm ấy. Và độ ồn theo mình đánh giá là mức có thể chấp nhận được, mặc dù tốc độ của quạt đẩy lên đến 6.000 vòng một phút. Và mình sẽ chỉ nói đến đây thôi, nếu như mình nói quá nhiều về phần hiệu năng ấy thì kiểu video này sẽ rất là dài. Chuyển sang tới phần thiết kế đi. Mỏng, nhẹ, đẹp là các tiêu chí đủ cả trên mẫu laptop đến từ MSI này. Thì mình sẽ nói đến một vấn đề khi anh em hay mua laptop của MSI để ý tới, đó chính là bản lề. Khi bản lề vài năm trước ấy, nó rất là tệ, anh em bây giờ kiểu vẫn kiểu ám ảnh về cái bản lề đó. Tuy nhiên thì kể từ dòng PS42, tức là cái dòng trước của mẫu laptop này, bản lề đã rất tốt rồi. Và lên đến các dòng này thì mình thấy nó vẫn rất tốt thôi. Kiểu anh em động màn hình này, nó không kiểu rung đưa. Bản lề hai bên thì cho mình cái cảm giác chắc chắn khi mở ra. Và anh em có thể thấy đây, ở đây là một màn hình rất là viền. Ba phía cũng không phải gọi là quá mỏng đâu, nhưng mình thấy như này là mỏng rồi. Đây là màn hình 14 inch, có độ phân giải Full HD. Và theo mình tham khảo trên mạng là giải màu sRGB đạt được lên đến 100%. Thì tức là anh em có thể mua về làm đồ họa này, làm thiết kế cơ bản đến nâng cao thì sẽ đều ổn cả. Bàn phím mặc dù không phải là do SteelSeries thiết kế, tuy nhiên cảm giác mình bấm nó vẫn kiểu khá là ngon. Mặc dù không thể ngon bằng các mấy cái dòng gaming được, nhưng mà mình thấy khá là ổn. Khi phông chữ thì đẹp rồi, không phải nói đến các phím to, dễ bấm. Phím có độ nảy tốt, khá tốt thôi. Và cái phần đèn nền theo chỉ có mỗi đèn nền kiểu led trắng thôi, không sao cả, kiểu hiện đại mà, trông nó hiện đại. Có một điểm trừ, đó chính là phần trackpad. Phần trackpad khá bé, mặc dù mình thấy hình như là được phủ kính ấy, cảm giác gì thì cũng bình thường thôi. Nó bé mà trông nó kiểu nó buồn cười ấy, trông nó cứ kiểu dị dị kiểu gì ấy, nó vừa bé nó vừa dị, nhưng mà không sao. Anh em có thể sử dụng một cái chuột ngoài để thay thế cho chiếc trackpad này thì hoàn toàn ổn. Về phần cổng kết nối thì mình thấy được phân bố đều hai bên, cũng không kiểu thuận tiện quá đâu, nhưng mà đủ. Khi ở bên cạnh trái sẽ có một cổng HDMI, một cổng USB Type-C, jack audio combo
ở bên cạnh phải có hai cổng USB Type-A và tiếp tục một cổng USB Type-C nữa và vẫn có khe thẻ SD. Vậy thì anh em thấy cái số cổng kết nối này có đầy đủ không? Liệu có đủ để sử dụng các kiểu nhu cầu thông thường không? Anh em để lại ý kiến một comment video nhé. Vậy thì tóm lại, mẫu laptop này sẽ phù hợp với những ai? Thì đầu tiên, đương nhiên rồi, các bạn fanboy của MSI thì chắc chắn sẽ lựa chọn mẫu laptop này rồi. Và cái thứ hai, đó chính là dành cho các bạn làm văn phòng, muốn lựa chọn cho mình một mẫu laptop mỏng, nhẹ, đẹp, có hiệu năng tốt để có thể làm được nhiều các công việc, ví dụ như kiểu làm đồ họa nhẹ nhàng chẳng hạn, hoặc là để giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng bằng các trận đấu còn căng thẳng hơn trên đấu trường công lý chẳng hạn. Ok, vậy thì anh em muốn chúng mình làm thêm về mẫu laptop nào nữa thì đừng quên để lại ý kiến một comment video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video sau. Và đừng quên, hiện tại trong tháng 12 này, Anphát đang có chương trình ưu đãi nhân dịp cuối năm với vô vàn các sản phẩm có mức giá phải nói là cực kỳ sốc theo kèm. Và link khuyến mãi mình sẽ để dưới mục mô tả video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video sau.